Ủa? Ồ, cá luôn á. Ồ, cá sáng. Dạ. À, xin chào cả nhà. Dạ, xin chào bà cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, buổi tối hôm nay thì hai chị em đi cùng với anh Bình đi xúc cá nha. Dạ. Dạ, anh Bình tiếp tục mình xúc cá. Buông cây vợt ra. Hôm nay mấy anh em tiếp tục đi xúc cá nha bà cô chú. Khác lạ cái mình đi miễn một hình xa. Dạ. Nay mình làm đủ vốn rồi. Hôm nay mấy anh em đi săn bắt cá buổi tối rồi xuống cồn Mỹ Quỳnh Hưng. Cái vật này lướt thưa phải không anh Bình? Đúng rồi, lướt 5 lần. Dạ. Anh Bình có đi mấy chuyến xuống cồn Mỹ Hòa Hưng á mà cô chú xúc ở dưới đây có cá dữ lắm. Cùng bữa nay hai chị em cùng đi với anh Bình xuống đây để xúc cá với anh nha. Xem coi có cá hay không. Có anh Bình. Rồi, vé cá ha. Dướng về Lục Bình luôn à. Lâu lắm rồi mấy anh em mới đi xúc cá lại. Bữa nay đi xa nó đi xúc thuốc với cồn Mỹ Hòa Hưng. Kìa kìa, có cá kìa. Ôi, ôi, cá sát gì vậy chị? Ôi, cá nhóc trơn kìa. Cá gì bự hả? Trời ơi, nhóc cá trơn kìa mà cô chú ơi, cái gì vậy? Không thấy đường. Cá dảnh. Cá dảnh, cá dảnh với cá mè vinh. Cái dướng con trên đó luôn kìa mình. Ủa, cái vợt này nó bự. Rồi, lôi vô quá. Thì nó quần đó. Lấy lấy cái máng nha chị, xúc. Này để ngoài chứ mình cứ phải để vô đục ha. Ừ, con cá gì con chị cá ngồi gì? Luôn ra sao chút rồi chị để vô trong luôn á, để vô đục luôn hả? À, để vô đục luôn á được không chị? Tại chị tính để ở phần ngoài kìa chị, để cho vô đục luôn đi cho nó sống. Ừ, đúng rồi, mình vô trong sống. Dạ, cho sống rồi để nghe qua tới đây luôn cái nó. Ủa, có con cá sơn nữa nữa hả? Cá sơn bự. Cái này có cá sơn bự rồi đây, con cá sơn, cá he nữa nè, cho vô khoan đục luôn. Này bắt tay xúc hết được hay vậy? Ôi, con cá sơn nữa nè. Vô giật đầu hay vô bánh này. Vô hoàng. Giật đầu hết con cá kìa. Con cá kìa. Chưa từ từ anh Bình ơi. Ồ, có cá he nữa nè. Kìa kìa, gớt xuống luôn đó chị. Đụm vô. Còn một con nữa. Rồi chưa? Chưa còn. Nãy đi quên đem nhân mũi theo. Rồi, hết rồi đó. Quan đi mũi dữ lắm. Ôi, giọt này có lý à. Chắc cũng có chục con quá. Dạ, giờ mấy anh em tiếp tục qua bè mới xúc. Xúc cá này thôi, hồi hộp quá không biết có cá không. Có giật đầu quá im luôn. Rồi vướng cái bao. Vướng cái bao rồi. Có cá rồi. Ôi, ôi có cá kìa. Mấy anh quay lại đây đi, em tháo cho được không? Lên lo qua đây nè. Anh cũng chưa biết cá gì nữa. Thấy cá hường không người ta? Nè nè không. Nguyên cá bao. Con cá gì? Cá trắng. Được một con. Một con một. Cá gì không biết.
cá này hả? Cá mè hương. Dạ, cá mè hương. Có mè hôi. Cho vô khoang. Phú quậy. Tiếp tục qua bè mới. Tiếp tục. Dính con cá siêu to đi. Nay anh Bình xúc giật thưa quá, phải dính cá bự. Dạ, dạ. Quần giỡn liền. Có cá kìa. Thấy nghe quẩn á. Ôi, trời ơi, cá gì bự lắm kìa thôi. Cá dinh. Cá mè dinh. Cá mè dinh. Lần này được 4-5 con. Nắm 5 con. Có cá rồi, giống cá heo quá ha. Ô, gớt 1 con nữa. Nên cá mè dinh. Bắt để vô đục luôn. Con bự trước. Cái nhỏ. Cá mè dinh. Cái này xúc ngay cái đường ghe luôn hả anh Bình? Ngồi cái nhìn kìa chị. Đối diện anh Bình luôn á. Có cá đầm không anh Bình? Ơi có cá kìa. Có dãy á mà không biết mấy con à. Nó đầm. Dạ. Cái này lưới thưa nữa. Ba con cá bự. Cá he hay gì á, thấy đi đu vàng vàng. Phăng vô. Cá dinh cũng trọng trọng. Cá mè dinh, có con cá he bên đây nè. Nó. Nãy giờ cái đu vàng vàng đó mình tưởng đâu cá heo không? Cá he. Cá he. Đây là cá he. Đỏ cam. Tàu bóp còi. Tàu lớn bóp kìa. Cái này á, mỗi khi anh buồn lắm, nay có ngựa anh vui, anh ngồi nhìn. Tàu chạy bữa tối phải bóp còi lớn. Tại thấy dân nước cá cơm nhiều lắm, không thấy đường chạy á, giống mình nói á. Không biết có cá không. Thấy nặng giọt dữ. Kìa kìa. Ôi có cá ép kìa. Cá ép 4 con. Đây nha. Tàu bóp còi dữ à. Tiếp tục bóp kèn. Phăng lên. Ôi nó phăng. Chụp hay rồi. Anh quá còn dính đâu hả? Kẹp
Rồi phóng lên cái áo luôn. Ba cái là mình hết chưa? Ôi trời, phóng rồi một con rồi. Đậy nắp lại mới được cái dính phai. Rồi đậy lại. Được còn một con cá ép rồi. Giật 4-5 con. Đậy lại. Giờ mấy anh em chạy qua sông bè bên cặp bên đây nên mà con chú để tiếp tục xúc cá nữa. Buổi tối ở đây lên đèn rất là đẹp luôn. Cái này lần đầu tiên hai chị em đi theo anh Bình xuống cồn Mỹ Hòa Hưng đi xúc cá buổi tối. Có dây chàng hả anh Bình? Cái bè này chống lỏng không? Đó. Hy vọng. Vậy em qua giỏ ngồi đó cho anh với Út Tho bên xuồng. Hy vọng con cá siêu to khổng lồ. Chắc nó giỏi. Yeah. Dướng cái gì nguyên hàng. Wow. Có cá gì kìa? Ba con. Cái gì á? Ba con, hai con. Ba con, hai con. Cái gì vậy? Dạ. Chúng có cá lưỡi trâu quá vậy? Cái bọng. Dạ. Cái bọng. Xa quá nhìn đứng con cá. Cái dãnh ha. Vô luôn, mình quá hay. Dưới cái gạnh ở trên đây nè. Rồi. Ủa. Vô. Kìa, bắt đầu kìa. Lấy cái đèn đi ban đêm của anh Bình. Xoay, xoay qua là sáng hả? Xoay xuống tay luôn đó rồi. Rồi chết rồi đó. Một không lần chết, duy nhất chưa chết kìa. Một lần duy nhất. Rồi chết rồi. Bắt đầu chạy qua bè khác nữa. Dặn lỏng ra thế là tắt đèn. Tới chỗ là tắt đèn. Giờ hai anh em tiếp tục à, mấy anh em. Giờ mấy anh em chạy qua bè mới. Ở dưới cồn Mỹ Hòa Hưng này nhiều bè. Nếu hôm nay mà xúc hết giáp bè sao xúc nổi. Nhiều dữ lắm luôn. Dạ. Hy vọng giật là dính cá bự. Dạ. Dạ không cần siêu to, chỉ to vừa vừa cũng được. Qua bên đây thấy ít sóng hơn bên kia nè anh Bình. Ở đây sóng nhỏ hơn. Dạ, thấy nó êm đềm hơn nè. Cái đường bên kia là thẳng xuống dưới Chợ Nổi Long Xuyên. Đúng rồi, còn bên đây đường bên đây cũng thẳng xuống được mà sóng nhỏ. Rẽ cái nhánh.
chịu khó đi xa mà có cá nhiều. Dướng. Dướng giọt hay rồi. Dướng dây chằng rồi. Để em bơi kìa. Để. Anh cầm hai tay đem bơi cho. Dướng sợi dây chằng nữa đó. Dạ. Có cá không anh? Tại nhớ cho nó luôn đó. Dạ. Yeah. Cá cha hay vậy? Sức rồi, sức rồi. Để em ghe lại. Giống con cá cóc quá vậy? Cá cóc. Hả? Con cá gì dưới kìa? Cá chi, cá chim. Cá chim. Hay vậy. Lại. Không còn cá trên này. Đem tháo cái này ra trên thấy nha. Đây được một con cá. Này cái gì không biết luôn. Cá cậy. Cá cậy. Dướng cái mũi vỏ. Cái bè này năm còn xúc có cá cha lắm nè. Cá cha nó đi hội hết rồi. Dạ. Cái gì hội hết rồi. Đi hội hết rồi. Chú nói năm gọi cá cha nhiều lắm luôn mà năm nay không thấy. Giật thôi luôn. Dính rồi nè, con cá bự nè. Ủa có cá bự gì kìa. Đó, có đâm rồi đó. Cá cha, ồ một bầy luôn nè. Hai bà con, hai con. Hai con với một con. Con cá Vinh. Cá mì Vinh. Cá bự cha, để giọt rồi. Với một con dây chằng. Dạ. Đợi mẹ chú dính cá tra được ba. Ủa hai con hả với con cá mì Vinh? Hai con. Con cá mì Vinh. Ôi giời ơi. Đúng rồi. Ừ. Kiếm con cá bự rồi. Dạ, thấy mấy chú là cá dướng thì cứ nhắn. Thấy không? Cá cha nó dướng lưới lắm. Dạ rồi. Đi. Cuối cùng dính được hai con cá cha. Để anh kiếm cá bự rồi. Dạ. Rõ ràng dính một dây chằng nữa. Ở đây có dây chằng nhiều. Đó. Ủa có kìa, có kìa. Đó. Kìa. Được con ha. Wow. Được một con. Một con. Vậy mà còn lại một con. Nó ở dưới cộng dây chằng đó. Hồi em biết dạ. Lại xuống có. Vậy là ở đây có cá cha nhiều. Mấy cá này lên mặt dạ. Con này bự hơn nãy nè. Bự hơn. Nãy giờ là 4 con. Ồ. Vô.
Đẩy lên. Giờ mấy anh em tiếp tục xúc cá nữa nha bà cô chú. Giờ này cũng 8 giờ mấy tối rồi. Cá nó quận. Quần giật. Giống như dưới dây chằng hay gì? Dưỡng hay gì? Ngay cái bè nó có dây chằng. Đó, 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 đó hả? Anh nó nó ca mượn ca nhỏ đây. Kịch kịch lớn kìa. Nó kịch kịch tướng. Còn cá trai nó xíu à. Ê. Còn cá trai có cá kia lọt luôn rồi, cái này lướt thua lọt rồi. Có cá, có cá. Có cá là ngon. Dạ. Đây được một con cá trai. Ghê lên kia. Được rồi. Được một con cá trà. Con cá trà. Giờ cũng tối rồi mấy anh em mình đi ship giật lại. Cặp hai cái xù với cái vỏ này. Coi chừng cái mũi vỏ. Rồi bơi cặp lại luôn anh Bình ơi. Mình cắp giật lên. Anh vỏ bên kia đi. Đừng bước ra sao ngồi cái đi. Bước ra luôn ha. Xem thành quả hôm nay được bao nhiêu cá. Anh Bình xúc quá trời xúc luôn. Đưa cây dầm em. Dạ. Em Bình đi xuồng, mấy anh em chạy vỏ theo. À, cũng nhiều nè. Thứ hai khoan đục. Ồ, nhóc trơn luôn kìa. Mấy con cá tra. Cá mè dinh, cá dảnh. Đủ rồi cá không mà cô chú. Có cá sơn nữa. Nhóc cái trên nè. Dạ. Dồn một khoan. Cá he. Mấy con cá mà đuôi đỏ là cá he. Ồ, bắt cá quá tài hả? Chụp là dính. Vô đây dễ rồi. Còn con cá... Toàn cá luôn. Bữa nay theo bè xúc được bao nhiêu cá đó mà cô chú. Vô đây, hai con cá. Trời, đẩy ra đi mình đây. Dạ hồi tối thì mấy anh em có đi xuống Cồn Mỹ Quỳ Hưng xúc cá mà cô chú. Rồi hôm nay thì Nương về làm bữa cơm nha. Dạ. Tối thì xúc dính cá tra nè, còn cái này cá dảnh, cá mè dinh. Cái này Nương ướp muối, chút mình chiên muối nha. Còn cá tra này sẽ nấu canh chua. Còn cái chảo cá sát này thì mấy anh em có đi thả lưới đó rồi. Bữa nay Nương ăn kho tiêu cho cả nhà ăn cơm luôn. Mấy con cá tra.
thử tỏi cho thịt cá nó săn lên. Giờ mẹ để tiêu với ớt vô mà cô chú, chảo cá sát thì nó chưa ăn nó sệt nước rồi. Cho đây nè một cô chú, cá nương ướp rồi nè, bây giờ để thêm một ít ớt khô vô. Bây giờ mình bắt lên chiên. Dầu nóng nè, để lên chiên. Một cá he, cá dảnh, cá mè vinh. Mình quá mới chịu bớt lại. Cao này nó xẹp luôn. Để cho gom muống với gom nhút vô. Bữa nay nấu canh chua đủ loại rau hết nha cô. Mình có cá chiên vàng nè. Mẹ gấp ra giùm con. Giòn ngon hả mẹ? Vô mình nhà mình không. Giờ mình cho ra canh chua với ớt. Xong rồi múc ra tô. Chiên hết luôn không chịu đâu. Chiên hết luôn đi mà. Còn mấy con. Đây là một cô chú bữa nay nồi canh chua đủ loại rau hết nha. Có bắp cải, ôm súng. Thì rau muống, rau nhút. Canh chua cá tra. Nó canh chua có khóm để vô cho nó thơm. Dạ thì hôm nay nương làm bữa cơm cũng chín rồi nè ông bà cô chú. Thì hôm nay có canh chua cá chiên với cá sát kho nha. Thì nương cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức luôn. Mời cha mẹ, mời chị, mời anh Hoàng ăn cơm. Mời cha ba mẹ. Mời ba mẹ với chị Hai ăn cơm. Rồi mời cái nhà ăn cơm luôn nha, dùm cơm. Mời cái nhà dùm cơm luôn. Chén đựng xương. Chén đựng xương. Này canh chua cá tra với cá chiên muối. Ớt mới trái bự. Ớt nhà chồng trái bự. Mới bẻ bông trái bự. Trái bự mà ớt trái. Ớt trái nó mới bự. Còn nhiều trái là trái nhỏ hả chồng? Lên kìa cơi chơi mà trái nhỏ là. Những chín tới ham vậy hả? Này trái nha, trái ba, trái bự. Năm nhung. Thôi mà ăn cái đó chắc tới nữa thì một giờ phải. Một giờ chưa về. Ở trong hoài. Nước nó trễ hả? Trễ nước. Anh Bình nó ngày trễ một tiếng á. Có đây mà phải, mấy mấy đống nước. Canh nước á. Mà trong quả mới về. Chắc chạy về mới có gần. Nó nước nghe gần đứng lớn á, thảm dạ. Bữa nay thì anh Bình có việc nha. Bà cô chú không có qua ăn cơm chung gia đình được. Còn Út Tho đi về khuya quá nay bệnh luôn nè. Út Tho bị bệnh rồi không có ra ăn được. Không muốn không? Cá sát ngon. Đi xuống dưới đường xa thiệt mà có cá ngon. Tối quá. Bên dưới cá còn nhiều. Được. Sông dưới lớn cá nhiều hơn trên mình hết rồi. Quảng ngủ chị đi nè, chị nấu đi không? Chị đâu biết bơi. Có đem áo phao mà phải đường xa quá. Đường xa.
cái này nó hai ba chỗ. Cái đường đi xa, đường sông lớn hả? Cái này đi đã tới cỡ vô trước có khó không có nhiều. Dạ, hôm nay thì mấy anh em đi xúc cá mà cô chú thì dính được rất là nhiều cá nha, rồi nương về làm bữa cơm. Thì video đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh Hương Quê. Dạ xin chào.